trường con vang mãi, lớp lớp sinh viên tương lai bao ước mơ theo từng trang thơ. Về một mùa thu thắng lên ngọn lửa, về một tình yêu mãi mãi, về mái trường. Nào cùng hát về một mái trường, trường trong hồng phố lớn yêu thương. Đất nước thành năm xưa, mái trường cho ta bao khát vọng. Trường Trung học Phổ thông Phú Lương nằm trên trục đường quốc lộ 3, thành lập đến nay đã được 52 năm trưởng thành, quy mô 45 lớp, là một trong những trường có số học sinh đông nhất tỉnh, có 112 cán bộ giáo viên và gần 1.900 học sinh. Tuy là trường ở khu vực miền núi nhưng thầy và trò luôn cố gắng, các bạn học sinh từ mọi nơi đổ về cùng học tập và rèn luyện. Trường ngày càng lớn mạnh về quy mô và chất lượng đào tạo. Hàng năm, số lượng học sinh khá giỏi và hạnh kiểm tốt ngày càng cao. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp lớn năm 2016-2017 là 90%. Nhiều bạn học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, các giải văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật. Các thầy cô đều tâm huyết với nghề. Nhiều thầy cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi. Các cấp, các thầy cô và các bạn học sinh phấn đấu đạt chỉ tiêu năm 2020 trở thành trường đạt chuẩn quốc gia, trở thành một trong những trọng điểm của vùng trung du miền núi phía Bắc.